Rồi em xin tổng chào các anh chị em bà con đã quay trở lại kênh mua bán hoa cũ bên em ha. Lời nói đầu tiên em xin chúc toàn thể anh chị em bà con mình có một ngày làm việc thật là tốt nha mọi người, một ngày làm việc hiệu quả và có thật nhiều sức khỏe nha. Thì quay trở lại với công việc của em thì em xin giới thiệu cho bà con mình hôm nay bên salon bên em mới về thêm một con Gencha nha mọi người, con Gencha sản xuất năm 2010 nha, bản số sàn nha. Xe còn khá là đẹp ha, xe này là đúng chuẩn chất xe gia đình luôn ha, không kinh doanh taxi dịch vụ ngày nào hết. Thì con xe này em sẽ quay chi tiết tổng thành để gửi đến anh chị em bà con mình cùng xem, cùng tham khảo con xe này còn như thế nào. Thì mọi thông tin chi tiết bà con cứ liên hệ sớm với em qua số điện thoại là 0988 454 318 nha, để có thông tin về xe và để có giá ưu đãi tốt nhất cho anh chị em bà con nào nhanh tay chốt cọc cho em con xe này nha mọi người. Thì con xe này sản xuất năm 2010, gốc của nó là gia đình nha mọi người, gốc chuẩn gia đình ha, không có kinh doanh taxi dịch vụ nha. Thì con xe này bên cửa hàng bên em đang kêu bán với giá là 167 triệu nha mọi người, 167 triệu ha. Sở hữu này một con xế hộp 5 chỗ, xe phơm dáng còn cực kỳ đẹp luôn. Em sẽ quay tổng thành chi tiết cái xe này gửi đến chị em bà con mình cùng xem, cùng tham khảo cái xe này còn như thế nào. Thì mọi thông tin bà con cứ kết nối Zalo hoặc là qua số điện thoại của em, bà con mình gọi sớm với em để có giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người nha. Con này phơm dáng này rất là đẹp luôn. Này nói chung dòng xe này thì đời nó khá là cao, giá tiền nó cũng khá là rẻ luôn ha. Xe chắc gia đình thì nó sẽ cao hơn con những con xe chạy taxi hay dịch vụ tầm khoảng 30-40 triệu một chiếc nha mọi người. Nếu mà con này rơi vào taxi hoặc dịch vụ thì nó tầm khoảng 130-140 nha mọi người. Sao? Thì em sẽ quay phần nội thất về cho bà con mình nghe âm thanh tiếng máy nó như thế nào. Nội thất nỉ zin nguyên bản luôn nha, nội thất còn nguyên bản nha, không bị rách, không bị mục hay là không có bị gọi là quá cũ nha mọi người. Nói chung là nội thất nó dơ thôi ha, nói chung cũng chưa có lau chùi sạch sẽ gì hết, xe mới về luôn, cho nên em sẽ quay cho bà con mình cùng xem ha, cái chất xe nó còn như thế nào để bà con mình cùng xem, cùng đánh giá, cùng tham khảo nó có nên mua hay không. Con xe này bà con mình có thể kết hợp vừa chạy gia đình nè, vừa kinh doanh dịch vụ taxi tại nhà được ha. Thì bà con có thể là cho thuê xe tự lái hoặc là chạy dịch vụ gì đó ha, rất là ok luôn nè. Đó, vô lăng tay lái rất là đẹp ha. Bên em đang chào bán với giá là 167 triệu, bao hồ sơ cho anh chị em bà con là thật sự muốn mua, muốn sở hữu con xe này. Con xe này, cái ghế này thì nó hơi dơ nha, con này thì bà con mình tẩy rửa thì nó sạch sẽ hết. Nếu mà anh chị em bà con nào có nhu cầu thì em sẽ tẩy rửa cho bà con mình sạch sẽ, bà con mình rước con xe nó về cho nó đàng hoàng sạch sẽ hơn. Thì em sẽ quay tổng thành chi tiết cái xe để cho bà con mình cùng xem. Xe này nói chung là khoang máy đâu cũng chưa có rửa, nói chung là cũng chưa có dọn dẹp gì hết trơn nè. Đó, phần sàn này chỉ có mới mở ra thôi. Đó, lau chùi bụi sơ sơ đó. Còn phần đồng sơn thì còn khá là liền lạc ha, khá là đẹp luôn. Con dáng này nói chung là cũng còn chạy khá là đẹp ha, khá là sang. Con này bà con mình có thể là vừa dịch vụ vừa chạy cô dâu cũng khá là ok nha. Đây, phần tapi cửa đâu cũng còn khá là đẹp, khá là liền lạc luôn. Vô lăng tay lái rất đẹp luôn, tapi tắp lô con này không có chê nha. Vô lăng tay lái còn rất đẹp, rất xịn sò luôn. Đó, khá là đẹp. Giá chỉ có 167 triệu, sở hữu ngay một con 5 chỗ chạy gia đình ha, rất đẹp, rất xịn sò. Thì mọi thông tin bà con cứ liên hệ sớm với em để có giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người nha. Thì bà con nào thật sự quan tâm và muốn chia sẻ cái điều gì thì cứ alo cho em nha mọi người, để có giá tốt nhất cho mọi người nha. Thì bên em chuyên mua bán và trao đổi tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng. Nếu mà anh chị em bà con nào á, mình cần cái dòng xe nào đó hoặc mình cần trao đổi, cần bán thì cứ alo cho em, bên em sẽ có cái giá mức giá ưu đãi tốt nhất hoặc là đến tận nhà thu mua cho anh chị em bà con này luôn nha. Nên anh chị em bà con mình cứ yên tâm, bên em bán xe bao uy tín và bao chất lượng, cho nên bà con mình cứ yên tâm, cứ liên hệ sớm với em để có giá tốt nhất cho mọi người. Gencha 2010 ha, con này thì đăng kiểm bảo hiểm còn khá là dài, miên man luôn. Đó, mâm lớp khá là đẹp nha mọi người, mâm lớp vỏ, vỏ này nói chung cũng còn xài tương đối khá là ok nha mọi người. Vỏ này nói chung còn được 6-70, hơn 70%.
dáng khá là đẹp nha mọi người. Con dáng con này thì nói chung tầm tiền này bà con mình sở hữu những cái con xe này, bà con mình kết hợp chạy dịch vụ hoặc là chạy gia đình khá là ok luôn, không phải suy nghĩ ha. Con xe này mới vừa về luôn anh nha. Những cái chỗ này nữa, nếu mà bà con nào mà ưng ý thì dặm sơn lại cũng được ha. Nó cũng có bị chảy xước rồi nha mọi người, có bị chảy xước thì xe chạy qua rồi thì nói chung cũng phải có bị chảy xước rồi ha. Con này đúng chuẩn chắc gia đình không kinh doanh taxi dịch vụ nha, cho nên bà con mình nên chú ý những cái phần này ha. Đó, bên em bán xe uy tín và chất lượng, cho nên thương hiệu làm nên cái uy tín của mình, nên bán con xe nhờ vào sự uy tín ha. Đó. Đây, những con xe taxi dịch vụ thường thường nó có những cái lỗ khoan đây nha mọi người, những cái lỗ khoan đây, những con mắt thần để gắn cái đồng hồ á, cái đồng hồ km á, đồng hồ tính tiền á, đó, số nè. Nói chung con này chạy gia đình thì cũng khá là ok ha, mình bảo dưỡng thường xuyên, mình thay nhớt thường xuyên thì xe chạy khá là ok luôn. Đó là phần nội thất, nội thất cabin rồi đồng sơn thì em cũng quay hết chi tiết cho mọi người. Em sẽ test luôn cái phần đề âm thanh tiếng máy cho mọi người cùng nghe thử âm thanh tiếng máy con này nó có thực sự tốt hay không, nó thực sự đáng mua đáng tin cậy bên cửa hàng bên em đang rao bán hay không. Thì bà con mình giờ em trong 10 giây em sẽ lấy cái chìa khóa để đề cho bà con mình cùng nghe âm thanh tiếng máy của nó nha. Rồi, em sẽ lên đề cho bà con mình nghe âm thanh tiếng máy của nó ha. Khóa đây rồi ha. Để cho bà con mình nghe âm thanh tiếng máy nó. Con này thì nói chung chắc gia đình xe chạy cũng khá là ít nè, cho nên tay lái rồi nó cũng còn khá là đẹp mọi người. Nếu mà xe chạy dịch vụ hay taxi gì là tay lái nó cũng hư hết rồi, nó không phải hư rồi, nó cũng mòn hết rồi ha. Đó, này chưa thắt dây an toàn cho nên là nó kêu nha mọi người. Đó, máy nó khá là ok, máy lạnh hoạt động khá là tốt luôn ha. Em đang để ở chế độ số 2 thôi, khá là mát luôn à, khá là mát ha. Con này thì nói chung rất đẹp luôn, giá cực kỳ rẻ, 167 triệu sở hữu ngay một con Genza 2.10, đời rất cao luôn nha. Âm thanh tiếng máy nó phải theo bàn nha. Âm thanh tiếng máy đây nè, nó lạnh nha, dây cô ro nó đây nha, chiêu nha. Con dáng thì còn khá đẹp nha. Rồi nha, em sẽ kết thúc cái video ở đây, mong sớm nhận lại những phản hồi tích cực từ anh chị em bà con của mình. Nếu mà anh chị em bà con thực sự thích con xe này cứ alo cho em, chốt cọc cho em liền tay con xe này nha, để về chạy tránh Covid rồi chạy đưa gia đình bà con mình đi chơi, đi tham quan đâu đó ha, đi chùa bà hay là đi nhà thờ đồ này kia. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha.